Kính chào, hôm nay là mùng năm Tết năm Canh Tý. Đây, hai gia đình tôi với nhà chú Thành đi chùa Hương. Đây đang ở đền Trình, bây giờ chuẩn bị xuống bến Đục để đi vào động Hương Tích. Cái này anh nói cô Huệ anh ấy, sau này khoảng độ 50 năm nữa, à quên, đến 50 tuổi anh em mình xem lại. 50 tuổi anh em mình xem lại đấy, ngồi xem với con với cháu đấy mới thấy nó quý. 50 tuổi. Đấy. Đấy, 50 năm à 50 tuổi nữa là 90 tuổi đấy. 50 đến luôn 50 tuổi của cháu ấy, ngồi ông cháu ngồi xem này, ngồi cô mới thấy nó cái thước phim này nó mới quý giá. Thế còn đấy, ông bà đây, ông bà ngày xưa tin phết. Ông bà tôi xong ngày bị ké. Đang ở bến đây là bến Đục thì tuyết nhỉ, đúng không? Bến Yến à? Ở bến Yến anh em lên sóng cái để 50 năm nữa anh em mình vẫn xem được mình như nào. Đang có em bé bé đây, rất là cảm ơn cô Tuyết năm ngoái đã hỗ trợ hai vợ chồng đi chùa Hương, năm nay lại cô lại hỗ trợ. Đấy, năm nay tiếp tục và còn nhiều năm nữa. Ai có nhu cầu, ai muốn phục vụ chu đáo nhiệt tình thì cứ liên hệ với cô Tuyết. Qua thôi. Qua thôi. Cái gì nữa? Xe vào tới cổng đền Trình, đền Trình luôn. Đấy, cảnh đón là cảnh bến Yến rất là đông. Hôm nay là mùng 5 Tết rồi nhưng mà mọi người đi lần này nghỉ cuối cùng. Nhiều ấy, nhiều người mà con cầu ấy, bé tí. Cực là đông luôn. Qua đi còn về hôm qua còn... Cái năm nó về đấy rồi. Không có cái đấy là phải xin người vận chuyển lái đò đang vào bến để đưa cả đoàn đi. Trèo lên xuống này đi anh. Rồi bây giờ đi lên thôi. Đi nhờ các bạn đi nhá. Anh đừng bước lên đấy. À, dạ, ok. Kể ra cũng không lạnh lắm để ngồi thuyền lại xem. Lên thuyền. Vào đây, bước qua vào đây đi. Đây, vào đây, đấy con. Ngồi lui vào đây con. Người lạnh hết cả mông rồi. Trong ngoài đây cho nhà Thành rồi. Kéo mẹ mình ạ, cuối đi con. Ngồi xuống đi. Có ai đâu, ai biết đâu được em. Ngồi quay lại con. Ngồi đây. Đấy, vậy. Rồi, đi thôi bà. Mỗi nhà mình ạ. Chính xuống thế này con này. Đập đồ thôi. Lên thuyền rồi, à, xong đâu. Đấy, xong là ngàn gì ạ. Đây là quay. Đây đang quay này. Đang đi từ Xuôi Yến lên động Hương Tích. Hai mùng 4 Tết rất là nhiều đoàn. Đi các chụp động. Căn bản bây giờ máy nó cũng làm rồi. Hai trăm hai trăm. Hai chục. Gia đình ở đây này nó không lưng này không lưng không ông nói khó nghe quá để lấy 200 cái tuyết này đang cầm đội cho Huỳnh này. Hôm nay 200 này năm nay đông người nên 200 để mà vẫn là ghép. Đang đi trên Xuôi Yến có đoàn văn công của ban tổ chức lễ hội chùa Hương. Em không dễ tính như bác, em khó tính. Không đấy, khỉ. Đấy gọi là như khỉ. Chuột là như khỉ. Em thì
này của em cũng gửi một hai ngày bình thường. Thương nhớ đệ ơi rồi thương nhớ thương đệ mà mãi không về. Đang đi được một nửa chặng đường này, thuyền của chúng tôi lại đổi người vận chuyển. Khi lúc mà trời nó nắng được thì ngồi đây thì lúc nó cũng mát thật. Khi đi thuyền thì tôi cũng quen. Nó cũng mát thật, không đâu. Này, đò chúng tôi đang vào đến bến Thiên Trù, để lên chùa Thiên Trù, xong bắt đầu là lên động Hương Sơn, thượng tích chùa Hương. Đây, thấy đông chưa? Rất là đông đúng. Thuyền nối tiếp thuyền, người nối tiếp người. Đã bắt đầu vào đến bến thuyền, lên bến để lên. Bây giờ là đoàn chúng tôi đã lên đến bến đò lên Thiên Trù rồi. Bây giờ là cả đoàn đang trên đường lên Thiên Trù. Sao rất là đông chưa? Quá đông luôn. Có hẹo rồi. Đấy, đoàn người với người thôi. Cảnh đằng trước này. Cảnh đằng trước. Bến thuyền quá khủng khiếp. Người với người thôi. Quá là đông. Ông mấy năm nay là không bán thịt thú rừng treo nữa. Tí nữa lúc về mua. Quá. Người không? Đang bắt đầu vào cửa soát vé lễ hội chùa Hương. Rất là đông. Xếp hạng. Xếp hạng để vào soát vé vào cổng. Qua qua được trạm soát vé. Bây giờ là bắt đầu đi lên lên chùa Thiên Trù. Người nhìn thấy chưa? Người với người đâu. Bây giờ chắc mình lên Thiên Trù trước nhỉ? Đúng không? Lên Thiên Trù đặt sớ là đấy, xong bắt đầu là đi về cái gì? Đó, cái lên Thiên Trù thôi, bây giờ mới lên Thiên Trù cũng đông lắm. Bây giờ cái lên Thiên Trù thôi. Anh em tôi đang trên đường lên chùa Thiên Trù. Mùng năm Tết. Có cái mặt ra đây à? Đâu, chục năm nữa xem lại cái này, năm nay anh em đi này là ngon. Chục năm nữa vẫn đi được. Tốt, không nghĩ là điều kiện đi để người ngại đi chẳng hạn ấy. Người đầu năm đi thanh khả quá. Quá là đông. Người chứ người thôi. Đang lên đến cổng chùa Thiên Trù rồi. Hai bên bán rất là nhiều đồ. Đang quầy hàng bán đồ ở hai bên cổng chùa Thiên Trù. Thank you.
Hai bên bán rất là nhiều đồ. Vào Thiên Chủ đi, xong lên Hương Tích. Vào Thiên Chủ trước đi, tầm này lên Hương Tích giờ đang đông lắm. Vào Thiên Chủ luôn, lúc xuống mình xuống một lèo luôn. Hôm còn đi một đoạn nữa mới lên cáp treo còn lâu. Ai bây giờ đây là đang đến cổng chùa Thiên Chủ. Toàn chúng tôi đang lên cổng chùa Thiên Chủ. Hôm nay là mùng 5 Tết, ngày nghỉ cuối cùng. Ai cũng tranh thủ đi lễ chùa đầu năm, cầu tài cầu lộc. Rất là đông. Đây là cổng chùa Thiên Chủ. Bắt vào đến chính điện chùa Thiên Chủ. Ông ơi, có vẻ mệt thế sao à? Bình thường à? Các cụ nhập. Khung cảnh bên không chùa Thiên Chủ, quần thể di tích danh lam thắng cảnh du lịch lễ Phật tâm linh của Việt Nam. Vừa xong là đoàn đã dâng sớ lễ ở Thiên Chủ xong rồi, bây giờ đoàn đang trên đường lên động Hương Tích. Cảnh rất là đông vui, đông đúc mọi người đi lễ đầu năm, người. Sản hàng bán tại vì nên là không tích. Cáp treo chùa Hương đón Tết năm 2022. Đấy, bây giờ vào xếp hàng. Bây giờ là vào xếp hàng từ dưới này để lên cáp treo. Đây là cảnh xếp hàng chùa Hương, quá là đông. Xếp hàng cáp treo chùa Hương năm Canh Tí 2020. Xếp hàng như kiểu cũ bò đấu bò tót ở Tây Ban Nha vậy. Chú mình đi vào xếp hàng tít một hơi. Xếp hàng như vé thì cũng làm vào được. Xếp lại luôn. Một hàng ba đứng một hàng luôn. Đứng hàng hàng lên. Cáp treo đen được vào cái chuồng bò này. Đây kia. Biết bao giờ mới thoát được khỏi cái chuồng bò này mới lên được cái cáp treo.
Ôi trời ơi, toát cả mồ hôi. Ngồi ngựa cơ thể không nhìn sợ. Anh em mình bắt treo. Sáng năm anh em mình lại tiếp tục vậy thôi. Ai quay xuống dưới. Nhìn sợ lắm, chóng mặt. Có gì mà sợ. Thật. Cái này làm gì mà cao bằng cái đằng kia mười mấy người, 30 người ngồi đấy. Đúng là hắc nên mới sướng, dù hắc nên mới phê. Rồi thẳng người lên đứng giữa, dựa đầu vào thì nó đúng là hắc mới phê. Sợ quá, sợ quá. Có gì mà sợ. Có gì đâu, còn sóc nó giả vờ nó chi. Rút lên. Nhẹ răng lên mà xem nào. Lên nơi để sao. Giống mẹ. Lúc xuống thì nhàn hơn, lúc lên vất vả. Ở dưới này cũng không có chỗ người ta còn mất tiền đấy nhỉ, bảo ông số đấy tiền đây lên đến nơi rồi này còn lâu chưa đây này qua cái đây này là đến rồi đi bộ thẳng cái chỗ cáp treo đây chỗ cáp treo mình sẽ phải đấy đấy đà đây là đi bộ này đấy chả con phải nhìn lên lên đến nơi rồi này đến nơi rồi này chưa con bé mới đây mới nổi được rồi. Làm gì đi chợ Sapa nhìn không có gì là quá rồi. Bác này, các bác này ở đâu đến này? Lạng Sơn. À Lạng Sơn à? Đây mấy anh em ở đâu? Hả? Lạng Sơn đi Mẫu Sơn cũng đẹp. Nam Định. Nói mày tôi anh lên đầu mưa. Đi đâu Nam Định? Đang quên Nam Định nữa rồi. Ô chưa đi á? À thành phố. Ô thế mọi người lên hết cáp rồi cần gì điều vừa này? Em đi đầu tiên. Ba lần tuyển, anh là người đi sau cùng, chờ cho Thủy Tiếp lên hết, đi lên đầu tiên. Anh là quán phiến muốn hết một lượt, anh sẽ ai lên. Nó đến cái chạm cái là nó... Sợ như mà chóng mặt ấy. Nhắm mắt vào. Con nhìn cây kìa đẹp ạ. Dạ thì nhắm mắt. Con này nó đi cắp treo nhiều lần. Các bác này chắc phải đi từ sáng sớm nhỉ? Từ 3 giờ. 3 giờ đêm. Đông lắm đoàn đi đông nó cứ chen vào được rồi đi thôi chứ chẳng được. Rồi, ngày này thì chen được vào, ai chen được vào thì cứ đi thôi. Các đuổi thôi, các không sợ đâu. Các treo Sa Pa đi sướng. Các bác ở đâu cơ? Lạng Sơn mà. Lạng Sơn mà lên Sa Pa thì Lạng Sơn thì thế là đi sướng. Lạng Sơn lên Sa Pa xa hơn mình từ Nam Định. Sa Pa đi cầu kính. Bọn mình hay nhìn anh đi rồi nó xong rồi. Không nó đi bình thường này không sao, thì nó hấp nhưng phát nên là mình cảm giác như đấy. Đây đã ra khỏi cáp treo. Bây giờ bắt đầu lên chùa Hưng Tích. Ui đang đông quá. Nghẽn rồi đây này. Quá đông. Đây là vừa từ cáp treo bắt đầu xuống này đi đường đến động Hưng Tích đang tắc đường. Chỉ có người với người, đông nghịt người rồi. Kiểu này không biết lúc nào tôi mới vào đến động. Đấy, quá đông luôn. Nhích nhau từng bước chân một để đi vào động Hưng Tích. Bây giờ chắc phải đi khoảng 2 tiếng đồng hồ thì may ra mới vào được đến động. 2 tiếng đồng hồ vào đến động. Đông. Năm ngoái còn làm cái đi này là Phật mới phù hộ độ trì cho đấy. Bây giờ là tắt con nhà bà đường hút hút ở dưới sâu quá kinh khủng chưa bao giờ. Được thì xèn 2 tiếng đồng hồ khoai cả mỡ rồi mới vào đến cửa động. Đang trên đường xuống động Hương Sơn. Chụp ảnh để tí cho anh em biết được. Đang ở đâu? Đây.
cảnh dưới động phân tích quá là đông người, đã lấy được chân kinh, đi lên cũng đông mà đi xuống thì còn đông nữa. Đấy, cái chen ở kia mới cảm giác tắt từ rồi. Không được vào trong à? Không được vào trong động à? Không vào động chưa? Đây là khung cảnh bên trong động Hương Tích. Rất là đông. Đây là đựng gạo này. Đây, núi cô, núi cậu này. Đó. Xa xa kia là cây tiền. Đã vào động Hương Tích thắp hương xong rồi, bây giờ tôi đang trên đường đi ra. Rất là đông, quá đông. Xuống động rất là đông. Người xuống đang nườm nượp. Về giữa. Ngồi đây này, ngồi đây, ngồi đây này. Thôi bây giờ đấy, thế là chúng tôi đã hoàn thành xong buổi lễ về làm rồi là Phật đầu năm chùa Hương. À bây giờ nó đang trên cáp treo đi xuống. Là, chị là anh em tôi đã đây giống em gái mặt tròn hay cái mặt tròn như hai cái thớt nhỉ. Em mặt to hơn mặt anh. Đấy là kỷ niệm năm 2020 canh tí là hai gia đình chúng tôi đã đi lễ Phật chùa Hương đầu năm. Đã thấy đông mà năm nay chuyến đi đến lúc này đã hoàn thành được năm ngoái đi đúng một tiếng lên 90% rồi. Bây giờ đang cáp treo xuống bến đò để ra chỗ để xe và chúng tôi lại hành trình quay về Hà Nội. Bọn thanh niên nó chui ngược đẩy này, con thanh niên còn kêu rời cái đất chui. Đây là cáp treo đang đi về này, bắt được xuống chuẩn bị hững này, chuẩn bị hững này, chuẩn bị ai mà yếu tim phân này là hững này, hững này, hững này. Đang cao điểm sợ. Xuống đi cáp treo đi xuống. Sắp sướng không? Không xuống như kiểu người nhiều người đi bộ nên là nó vắng hẳn. Đi cái này nó chưa hững mà đi máy bay đâu. Đi máy bay lúc chiều xuống. Tự nhiên nó phiêu. Như kiểu rơi tự do ấy, nhỉ đúng không? Em xuống đâu? Ai đi suốt? Đây em là chưa được đi lần nào ấy, nó được hai lần là vẫn hơn em. Một lần đi vợ chồng đi còn gì. Sướng. Lần đi cơ quan, lần cơ quan. Bây giờ là phong cảnh núi. Lần đi cơ quan là đi Việt Nam Airlines ấy, thì nó đỡ. Airlines nó hơn. Anh chứ bọn đi máy bay suốt. Bảo là hay sốc.